Nha, mọi người đều có những cái công tác riêng trong cuộc đời này đúng không ạ? Ngã rồi. Đây bà con chúng ta có thể xem, đây là một cái cây mít. Đây là một cây mít thì khi mà xin chào quý bà con thân yêu, mình là Hoàng Oanh đến từ siêu thị cây giống Willow Farm. Ngày hôm nay Hoàng Oanh sẽ quay trở lại để có thể bộc bạch với quý bà con chúng ta một tự sự trong quá trình làm sản xuất cây giống mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm. Như nhiều video khác, Hoàng Anh cùng với đội ngũ của Hoàng Anh đã chia sẻ quý bà con chúng ta những thước phim thực tế về cái việc tại sao chúng ta nên trồng mít ruột đỏ và tại sao phải là giống mít ruột đỏ siêu vàng siêu sớm mà Willow Farm đang sản xuất. Vì nó sở hữu được những cái ưu điểm vượt trội mà Oanh thấy nhà nông của chúng ta sẽ rất là cần. Thứ nhất là thằng này nó sẽ ra trái lớn. Cái cuống trái của nó có nhiều cái cuống trái, nó bự khoảng bằng 2/3 cái cùm tay của Hoàng Anh luôn, cái cổ tay của Hoàng Anh luôn. Rồi, cái thứ hai nữa là thằng này nó có khả năng đeo trái rất là tốt, trái rất là sai nha bà con nha. Thì chỉ bấy nhiêu thôi, một cái trái, một cái điều kiện thứ nhất là nặng ký, cái thứ hai là trái rất là sai. Thành ra chúng ta đã thấy hai cái yếu tố đó nhân ra đã tạo ra một cái năng suất tuyệt vời cho dòng mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm này rồi đúng không ạ? Đó là điều đầu tiên mà Hoàng Anh muốn chia sẻ, lý do tại sao chúng ta nên trồng mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm mà Willow Farm đang sản xuất. Và cái điều quan trọng nữa đó về chất lượng bên trong của mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm mà Willow Farm sản xuất là nó sẽ có là muối dày, dạo muối cao, hộp nhỏ, hoàn toàn khô ráo. Và đặc biệt chất lượng ăn vô cực kỳ ngon, cực kỳ đậm đà và sơ rất là ít lõi, rất là nhỏ luôn bà con. Và những yếu tố đó nó cũng quyết định nên cái việc là tại sao một trái mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm của Willow Farm rất là nặng ký. Đã rồi, đó là lý do tại sao chúng ta chọn mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm của Willow Farm để trồng rồi đúng không? Và rất là nhiều các tấm gương của nhà nông chúng ta thành công, Hoàng Anh đã từng đưa lên cho quý bà con chúng ta xem rồi. 45.000 một kg tính solo thì khủng khiếp lắm. Đây là những cây mít thành phẩm đã có thể xuất chuồng ở lột, đã có thể xuất bán cho quý bà con chúng ta rồi. Tuy nhiên là bà con chúng ta, nhiều quý bà con chúng ta thắc mắc là không biết cái quy trình sản xuất của cây mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm chúng ta như thế nào. Thì ngày hôm nay Hoàng Anh sẽ tự bạch cho quý bà con chúng ta những cái khó khăn, những cái công tác, những cái sự chuẩn bị. Thật sự trong 15 ngày gần đây là bên Willow Farm rất là bận vì cái công tác nào là tưới nước cho cây để mà bứng mít về, rồi bứng mít về xong rồi phải trộn sơ dừa, trộn giá thể để mà vô cây, rồi xong tiếp tới là cắt đầu cây, rồi xịt phun xịt nấm khuẩn ngăn ngừa nấm khuẩn tấn công cây, rồi chuẩn bị bo, rồi đi lấy bo, rồi bắt đầu ngày hôm nay mới ghép. Bà con có thể đây là thấy những cái thằng mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm đã ghép xong. Đã ghép xong bà con thấy cái cây nó trắng hết không? Bà con thấy là nguyên một cái bãi rất là dài. Nhiều quý bà con nói bây giờ trồng mít biết bán cho ai? Và nếu không biết bán cho ai thì bà con có biết, bà con không có thể hình dung được là cái hàng cây giống mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm Willow Farm đi rất là đều và rất là nhiều bất chấp mọi thời điểm. Tại vì những cái loại trái cây mà Willow Farm nghiên cứu, sản xuất và đưa cung ứng ra thị trường đều là những cái loại có giá trị kinh tế cao vì nó sở hữu những đặc điểm A, đặc điểm B, đặc điểm C, đặc điểm D giúp cho nó có những cái vị thế rất là vững vàng ở trên thị trường cây ăn trái của Việt Nam nói riêng và cả thế giới nói chung. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau xem những cái tự bạch tiếp theo của Willow Farm nha. Quy trình sản xuất nhiều công đoạn lắm, hồi nãy đã kể như vậy ra thì bà con thấy ít nhất cũng khoảng tới 5 bước sản xuất rồi. Đã sẽ tới cái khúc mà chúng ta xem chúng ta ghép nè. Ở đây là trai với gái đẹp. Chúng ta anh cô cho anh số điện thoại cho quý bà con. Nhóc luôn à. Em nè. Em phải không? Giấu nhận hết luôn hả chị? Thật là vàng thao lẫn lộn, một thế giới thật là vi diệu. Anh được như tôi không? Đây là cái bo mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm mà con chúng ta muốn được cái bo này và ghép được cho nó dính một cách gọi là đạt á, thì chúng ta phải mất tới 21 ngày để mà chúng ta có thể làm khô ráo đi cái phần mũ. Và khi mà chọn bo thì chúng ta sẽ chọn những cái bo mà nó có cái hạt gạo ở đây nè bà con. Nó có cái hạt gạo ở đây thì chính từ cái hạt gạo này nó sẽ lên
nó sẽ lên cái chòi đầu tiên, giống như hồi nãy mà cái bãi hoàn chỉnh mà cái khu hoàn chỉnh mà quanh quay cho quý bà con chúng ta vậy á. Nên trong quá trình sản xuất nó sẽ có rất là nhiều các yếu tố quyết định nên cái cây mít của chúng nó chất lượng hay không, rồi là sức sức sống của nó tốt hay không, và đặc biệt là để đúng giống thì chúng ta phải lấy từ đúng cái nguồn mít mà đã cho trái rồi và đã khảo nghiệm cái trái đó rồi, và các nhà thương mại họ đồng lòng, họ đồng tình để có thể sử dụng những cái loại trái đó để mà xuất khẩu rồi. Và đó, tất cả những việc đó thì Willow Farm đã làm sẵn cho quý bà con chúng ta. Về thị trường mít ruột đỏ Sữa Vàng Siêu Sớm bây giờ nó rất là rộng mở, nó không có cái gì mà phức tạp giống như hồi xưa hết. Người ta đang thu mua rất là người ta đang thu mua rất là rộng rãi rồi, bà con rất là dễ mua dễ bán rồi. Còn nhiệm vụ của nhà nông chúng ta, nhiệm vụ của Hoàng Anh là chia sẻ với bà con chúng ta những cái giá trị thực tế, và tiếp đến cái công tác của quý bà con chúng ta là trồng sao cho ra trái tròn đều mẩy đẹp và chất lượng nó tuyệt vời là được nha bà con nha. Mỗi người đều có những cái công tác riêng trong cuộc đời này đúng không ạ? Ngã rồi. Đây bà con chúng ta có thể xem, đây là một cái cây mít. Đây là một cây mít thì khi mà các anh ghép là các anh sẽ mở cái khần cửa sổ và cái hột gạo nó phải có thì mấy anh mới lấy bo được nè. Và cách các anh mở cửa sổ thì cũng rất là chuyên nghiệp, vừa đủ để có thể chim cái phần bo của mình vào chứ nó không dư cũng không thiếu. Tại vì khi mà mình ghép á, các anh ở đây đều là những cái anh thợ rất là lành nghề, vì quá lành nghề lên mấy anh ế tới giờ luôn là như vậy đó. Rất yêu thương quý bà con chúng ta quá mà. Anh Nghi có thể quay ở phía xa quay tới như thế này để cho bà con chúng ta có thể chiêm ngưỡng luôn được một cái cách sản cách ghép một cái bo như thế nào, để cho bà con chúng ta tỏ tường hơn về toàn bộ quy trình sản xuất một cây mít ra làm sao. Quy trình sản xuất cây sầu riêng nó sẽ khác, quy trình sản xuất cây mít nó sẽ khác, rồi cây chanh, cây tắc đồ này kia nó cũng sẽ rất là khác nhau nha bà con. Thông qua video này thì bà con chúng ta có thể thấy được những cái anh chị mà làm cây giống, những cái anh chị mà đi gọi là kỹ thuật để ghép những cái lai tạo ra những cái cây giống mít như thế này, hàng loạt như thế này, thực sự rất là xứng đáng để có thể một cái tên, một cái cụm từ rất là hoa mỹ, đó là nghệ nhân xà cây giống đúng không ạ? Và quanh rất là mong là trong thời gian tương lai, đối với các ban ngành đoàn thể, chúng ta có thể đánh giá cao hơn nữa về cái nghề sản xuất cây giống của Chợ Lách nói riêng và toàn thể ở Việt Nam chúng ta nói chung, vì đây không phải ai cũng có thể làm ra được và có thể nhân giống được như vậy. Và bất kỳ nghề gì cũng vậy, đều cần có một cái vị thế, một cái chỗ đứng, một cách xứng tầm. Nên từ những cây mít rất là đơn thuần như thế này, cộng với một cây bo và những cái sự kết hợp với mồ hôi và công sức lao động, cũng như những cái nhát dao rất là chuẩn xác của các anh, đã tạo ra một cây mít chuẩn chỉnh, một cái chủ thể hoàn chỉnh để có thể giao đến quý bà con chúng ta, và từ đó tạo ra những cái trái mít tròn đều mẩy đẹp và giúp cho chúng ta tăng thu nhập và làm gia tăng giá trị kinh tế thị trường của Việt Nam chúng ta. Thì quanh đấy điều này rất là đáng hoan nghênh đúng không? Như một cái clip TikTok nào đó gọi là sao ạ? Xứng đáng cho 10 điểm nha bà con nha. Rất là dễ thương đúng không ạ? Thì ở đây bà con chúng ta có thể thấy toàn bộ, không chỉ là khu này không, cái khu ở phía sau mấy anh cũng đã ghép một phần rồi. Rồi mấy anh đang cắt đầu cây một phần nữa, để mà chúng ta có thể thấy được cái việc sản xuất một cây mít nó phải qua rất là nhiều các công đoạn, cũng như nó rất là nhiều cái quy trình nó phải kết hợp với nhau để tạo thành một cái chuỗi các cái hoạt động liên kết như vậy. Thì cuối cùng sản phẩm chúng ta ra, thứ nhất là đúng giống, thứ hai là chất lượng. Chứ không có phải là Willow Farm sẽ cầm tiền để đi mua cái cây giống ở chỗ khác nha bà con. Đối với những cây chủ lực như thế này, Hoàng Anh sẽ có kế hoạch sản xuất. Và nhiều bà con nói là giờ trồng mít biết bán cho ai, vậy thì bây giờ cây giống này Hoàng Anh sẽ gửi xuống cho quý bà con chúng ta, để bà con chúng ta tạo ra giá trị sản phẩm, rồi chúng ta sẽ có chỗ bán thôi nha bà con nhé. Thông qua video này thì nãy giờ thì bà con chúng ta có thể thấy được những cái hình ảnh sôi động về cái quy trình sản xuất của mà Willow Farm đang sản xuất đối với cái bạn mít ruột đỏ Sơ Vàng Siêu Sớm, và những lý do tại sao chúng ta nên chọn trồng mít ruột đỏ Sơ Vàng Siêu Sớm của Willow Farm thì Hoàng Anh cũng đã trình bày với bà con chúng ta trong đầu video rồi. Rất là mong là thông qua video này bà con chúng ta đã có thể nắm thêm được rất là nhiều các cái chi tiết về cái quy trình sản xuất một cách rất là tỉ mỉ, tẳng mẳng, tần mần của Willow Farm đối với cây mít, cũng như là những cái lý do tại sao chúng ta nên chọn loại mít này để chúng ta trồng. Năng suất là một cái điều rất là quan trọng, và chất lượng là điều quan trọng thứ hai. Thứ ba là yếu tố thị trường chấp nhận, và đang có thị trường rộng mở là yếu tố thứ ba rất là quan trọng, tạo nên một cái thị trường sôi động cho mít ruột đỏ Sơ Vàng Siêu Sớm bà con nhé. Một lần nữa cảm ơn quý bà con chúng ta rất là nhiều đã lắng nghe cái sự chia sẻ bộc bạch của Willow Farm dành tặng cho quý bà con chúng ta, cũng như là có cho phép Hoàng Anh được chia sẻ lý do tại sao được nên trồng cây mít ruột đỏ này.
Một lần nữa cảm ơn quý bà con chúng ta rất là nhiều và hẹn gặp lại quý bà con chúng ta trong những video tiếp theo. Hoàng Anh sẽ tiếp tục thực hiện những cái video để phụng sự quý bà con chúng ta đối với mít nói riêng và đối với tất cả những cái loại cây ăn trái khác nói chung bà con nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại.